Năm 2022, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 431 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 với chỉ số sức mạnh thương hiệu đạt 56,7. Đây là giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam được công bố tại diễn đàn Brand Finance 2022. Những năm qua, thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục gia tăng về giá trị và thứ hạng trên trường quốc tế nhờ nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế của chính phủ và sự đóng góp của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. So với năm 2021, giá trị thứ hạng thương hiệu quốc gia của Việt Nam tiếp tục tăng trên bảng xếp hạng thế giới. Thương hiệu Việt đang ngày càng khẳng định được vị thế cao trong hội nhập quốc tế. Thông qua báo cáo này, có thể thấy Việt Nam là một quốc gia nổi bật. Sự tăng trưởng về giá trị thương hiệu của Việt Nam vượt qua các quốc gia khác, nhất là các nước trong khu vực ASEAN. Có thể nói Việt Nam là một trong những thương hiệu mạnh nhất. Mặc dù trải qua 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng có thể thấy nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã phục hồi. Trong khuôn khổ diễn đàn, Brand Finance đã trao chứng nhận chính thức về thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia cho top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Điều này khẳng định sự phát triển và sức mạnh thương hiệu của các doanh nghiệp trong năm 2022. Thì cái giá trị thương hiệu nó đã trở thành một cái cột mốc về việc là đo lường cái kết quả thực sự của một thương hiệu nó phát triển ra sao. Cách mà chúng ta định giá, quy ra cho nó một cái giá trị chính là cái cách đo lường chuẩn xác nhất. Nhiều thương hiệu Việt đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được công nhận là thương hiệu quốc gia cũng tăng mạnh qua từng năm. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng hành, hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam thì cái đối tượng hướng tới thì nó cũng là để phục vụ cho cái việc tạo nên cái giá trị gia tăng cho cái giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Cái thương hiệu sản phẩm thì nó tạo nên cái thương hiệu doanh nghiệp và từ đó nó tạo nên cái giá trị cho thương hiệu quốc gia. Nhưng ngược lại thì cái thương hiệu quốc gia ấy, một cái thương hiệu quốc gia mạnh thì coi như là các cái thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm quốc gia đó sẽ được coi như nhiều người trên thế giới biết tới. Đạt chứng nhận vì thương hiệu quốc gia đã giúp chúng tôi xây dựng được cái danh tiếng cũng như là mang các sản phẩm dịch vụ của mình khẳng định trên cái thị trường Việt Nam cũng như là các thị trường quốc tế khác. Thông qua chương trình thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp cũng đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu là chìa khóa giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị cho thương hiệu, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào các chiến lược xây dựng, quản trị, phát triển thương hiệu của mình. Quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của các cấp, các ngành và địa phương về cái vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của cái việc xây dựng phát triển thương hiệu. Chúng ta cần phải coi như là nâng cao cái năng lực cho họ để coi như là họ có những cái phương pháp luận về cái vấn đề xây dựng, phát triển và quản trị cái thương hiệu đó. Cái chương trình thương hiệu quốc gia của chúng ta đã thực sự có hiệu quả. Các thương hiệu Việt Nam hiện nay vẫn mới đang chỉ tập trung vào vấn đề là nhận thức về thương hiệu của mình, nhưng mà cái nội hàm bên trong của thương hiệu nó còn quan trọng hơn. Bài phát biểu của ông Alexei có tập trung nói về ESG, tức là các yếu tố phát triển bền vững. Vậy thì đó chính là một trong những cái xu hướng chủ đạo của truyền thông thương hiệu trong thời gian tới. Và tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong chương trình thương hiệu quốc gia thì cần phải bám lấy cái xu hướng ESG ở trên toàn cầu. Bất chấp những khó khăn về kinh tế do dịch COVID-19 gây ra, giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam vẫn ngày càng có sự thăng hạng mạnh mẽ. Điều này không chỉ thể hiện chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, qua đó gia tăng giá trị và vị trí của thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.